Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô bác cùng anh chị em kính mến. Hôm nay là ngày 29 tháng 2 âm lịch 2024. Nhóm từ thiện Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện tỉnh Cà Mau. Như thường lệ hàng tháng, nhóm từ thiện cùng các nhà tài trợ, các nhà mạnh thường quân trao 6 phần quà cho 6 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong tỉnh Cà Mau. Và hôm nay, số tiền các nhà tài trợ, các nhà mạnh thường quân ủng hộ được tổng số là 58 triệu 200 ngàn đồng. Chia đều cho 6 hộ, mỗi hộ được 9 triệu 700 ngàn đồng tiền mặt và bổ sung thêm cho mỗi hộ được 10 kg gạo vào thùng mì. Xin cảm ơn anh Út Thắm, đại diện cho nhà tài trợ ở Nam Căn, tài trợ thêm cho 6 hộ, mỗi hộ được 1 triệu tiền mặt. Xin cảm ơn các nhà tài trợ, các nhà mạnh thường quân đã tài trợ cho chương trình này. Nam mô A Di Đà Phật. Với một cái cô con gái, tức là cô này anh là trải qua nhiều hơn hơn 30 năm và bà phải chịu một cuộc sống hết sức là khổ sở, và có buổi sáng thì thiếu buổi chiều. Thì hôm nay cô con gái đã dính vào cũng cùng bệnh tật, vì thế mà cuộc sống của bà khó khăn lại trồng chất khó khăn, nghèo khổ thì lại là nghèo khổ, thiếu trước cuộc sau trong cuộc sống ăn uống hàng ngày cũng không đầy đủ. Thậm chí là hôm rồi tôi vô khảo sát là cô gái đó là cũng như muốn có một cái đồng tiền để mà mua hộp sữa cho bà uống đỡ một ngày, cũng không có tiền mua đủ hộp sữa đó quý vị. Nhà thì siêu dẹo dọn rác, cái chỗ bà nằm thì nhìn thấy trời đó cha cho thu. Đứng trước cái hoàn cảnh khó khăn đó mà hôm nay được sự tích cực của chính quyền, được sự tích cực của ban tổ chức còn mời về đây để hỗ trợ, chia sẻ và giúp đỡ cho bà. Hộ thứ hai là hộ của anh Trần Văn Chữa, 51 tuổi, số 7 thị trấn Cái Đôi Dạm, huyện Phú Tân, Đồng Dơ. Cái anh vợ của anh Cửa nè, cầm cái tấm hình của anh đưa ra để cho bà con chúng ta thấy quý vị. Quý vị thấy nói chuyện cái hình của anh Cửa lên giùm anh. Kính thưa quý vị, cái hộ của anh Cửa này ở số 7 thị trấn Cái Đôi Dạm, hoàn cảnh gia đình cũng đặc biệt tốt. Anh thì mang chứng bệnh hết sức ngặt nghèo, một ngày nào đấy gần đây thôi thì anh sẽ trở về thế giới biển hàng cái không còn bao lâu đâu quý vị, mà cuộc sống hàng ngày thuốc thang không có uống, cơm gạo không có ăn, gia đình hết sức là nghèo khổ. Hôm nay về đây để hỗ trợ cho anh. Và họ thứ ba là họ Cao Thị Liệu, sinh 1964, ấp 12A, xã Thanh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, cũng giống như nhau quý vị, cũng gia đình hết sức là nghèo khổ, bệnh tật thì cứ đeo mang, cứ bán mặt cho nó, bán lưng cho trời để làm cuộc sống. Nhưng hôm nay người lao động chính tay ngã bệnh thì coi như cuộc sống kinh tế tê liệt của gia đình phải chịu gặp khó khăn nhiều và nhiều hơn nữa. Và hộ thứ tư là hộ của ông Thị Văn, sinh 1964, ấp Bên Đường, xã Tả An Cương, huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Kính thưa quý vị, cái hộ này cũng đặc biệt là khó khăn, nhà thì tạm bợ, cột thì siêu dẹo gãy. Ở nhà thì cái người lao động chính hiện tại bây giờ là mang một căn bệnh bố hết sức là ngặt nghèo, một đứa con thì bị bệnh tâm thần đánh mẹ với là ngã nát ra xuống, còn một người chồng thì đã bị tai biến rồi bị tai nạn, cuộc sống hết sức là khó khăn. Cho nên vì thế mà hôm nay còn đã về đây để hỗ trợ và chia sẻ giúp đỡ cho hộ gia đình này. Và hộ thứ năm là hộ của Lưu Vĩnh Bình, sinh năm 1952, ấp Trà Là, xã Phú Tịnh, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Cũng giống như các hộ khác thì quý vị cũng nghèo khổ, cũng khó khăn, cũng bệnh tật. Mà quý vị trải qua suốt hơn 10 năm thì quý vị cũng đã biết những cái mảnh đời bất hạnh mà hôm nay chúng ta đã bắt gặp ra về đây cho thì hết sức là xứng đáng với lòng và cái tâm huyết của chúng ta để giúp. Và hộ thứ sáu là hộ của Phan Văn Công, sinh 1957, ấp Tư, xã Phong Thạnh Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Đó là sáu hộ mà đứng trước mặt ngồi trước mặt của chúng ta đã hết sức khó khăn, có mình đời hết sức bất hạnh mà hôm nay
được sự đồng thống nhất xác nhận của chính quyền địa phương, được sự đồng ý cho phép của ban đại diện hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau, đoàn từ thiện về đây để tổ chức trao quà, giúp đỡ và chia sẻ những mảnh đời bất hạnh đứng trước mặt chúng ta. Kính thưa quý vị, về dự buổi lễ trao quà với những hoàn cảnh khó khăn mảnh đời bất hạnh hôm nay, đại diện cho tôn giáo, tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt tham dự của cô Lê Thu Hương, phó trưởng ban đại diện cho hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau để nghe nhiệt liệt hoan nghênh. Và tiếp theo tôi sẽ trân trọng giới thiệu sự có mặt tham dự của ông Trương Minh Lạc, thư ký tránh văn phòng ban đại diện cho hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau, để chúng ta đại diện để hoan nghênh. Và về trong đó có các vị là thành viên chức viện của ban đại diện đầy đủ về đây dự buổi lễ trao quà hôm nay, đại diện nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị, đó là quý vị đại diện gì? Đức Thầy kính yêu của chúng tôi thường dạy tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là làm gần với những tỉnh xa. Lúc xưa thì cùng buồn ngào với nhau, có nghĩa là chúng ta là người dân tộc Việt Nam phải thương yêu nhau, lẫn nhau như con một cha, cùng nhiều dân lẫn nhau và có đường đạo đức. Bởi vì Ngài đã hiểu thấu hiểu rõ những cái mảnh đời bất hạnh, những cái hoàn cảnh khổ đau, bệnh tật, cho nên Ngài rất thương những người nghèo. Cho nên đoạn thứ 8 Ngài có viết là đoạn thứ 8 ưu sầu lo ngại, một tan thương dâu lệ cảnh trần, nghèo thì có một nỗi nợ nặng, lo đau đó liệu cơn nhà rách, buồn yên số bệnh mình nhớ sạch, cầu gia đình chúc bạn thích người, giàu thì có ghen lấy cái người, những trời lực đầy hương phải cách chịu. Qua sự chấp thuận của chính quyền địa phương, qua sự nhận xét của tổ chức, được sự đồng ý cho phép của quý vị lãnh đạo tôn giáo như ban đại diện cho hội Phật giáo ở tỉnh Cà Mau, hôm nay trở về đây chúng tôi long trọng tổ chức buổi lễ trao quà cho 6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có mảnh đời bất hạnh trong tỉnh Cà Mau. Và hộ thứ nhất là của cụ bà Nguyễn Thị Yến, 94 tuổi, ấp Phú Tân, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi. Và kính thưa quý vị, trải qua suốt mấy mươi năm gian lao khổ cực, tức là hôm rồi tôi cùng với địa phương có đến khảo sát cái hộ gia đình của cụ bà sống với một cái cô con gái, tức là cô này là trải qua nhiều hơn 30 năm là bà phải chịu cuộc sống hết sức là khổ sở, có buổi sáng thì thiếu buổi chiều. Thì hôm nay cô con gái đã dướng vào cũng bệnh tật, vì thế mà cuộc sống của bà khó khăn, lại chồng chất khó khăn, nghèo khổ thì lại là nghèo khổ, thiếu trước cuộc sau trong cuộc sống ăn uống hàng ngày cũng không đầy đủ. Thậm chí là hôm rồi tôi vô khảo sát là cô gái đó là cũng như muốn có một cái đồng tiền để mà mua hộp sữa cho bà uống đỡ một ngày, cũng không có tiền mua đủ hộp sữa đó quý vị. Nhà thì siêu dẹo dột nát, cái chỗ bà nằm thì nhìn thấy trời đó che cho thu. Đứng trước cái hoàn cảnh khó khăn đó mà hôm nay được sự chấp thuận của chính quyền, được sự chấp thuận của ban tổ chức, rồi mời về đây để hỗ trợ chia sẻ và giúp đỡ cho bà. Hộ thứ hai là hộ của anh Trần Văn Cửa, 54 tuổi, số 7 thị trấn Cái Đôi Dạ, huyện Phú Tân, Đồng Dơi. Cái anh vợ của anh Cửa nè, trong cái tấm hình của anh đưa lên để cho bà con chúng ta thấy quý vị. Quý vị em thấy chuyện cái hình của anh Cửa lên được không? Kính thưa quý vị, cái hộ của anh Cửa này ở thớt này thì chắc cái đâu dài, hoàn cảnh gia đình cũng đặc biệt tốt. Anh thì mang chứng bệnh hết sức ngặt nghèo, một ngày nào đây gần đây thôi thì anh sẽ trở về thế giới biển hàng, cái không còn ăn đâu với đâu quý vị, mà cuộc sống hàng ngày thuốc thang, không có uống cơm gạo, không có ăn, gia đình hết sức là nghèo khổ. Hôm nay về đây để hỗ trợ cho. Và hộ thứ ba là hộ Cao Thị Liễu, sinh 1964, ấp 12A, xã Tân Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, cũng giống như nhau quý vị, cũng gia đình hết sức là nghèo khổ, bệnh tật thì cứ đeo mang, cứ bán mặt cho nó, bán lưng cho trời để làm cuộc sống. Nhưng hôm nay người lao động kinh tế ngã bệnh thì coi như cuộc sống kinh tế tê liệt của gia đình phải chịu gặp khó khăn nhiều và nhiều hơn nữa. Và hộ thứ tư là hộ của ông Thị Văn, sinh 1964, ấp Bên Đường, xã Tả An Cương, huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Kính thưa quý vị, cái hộ này cũng đặc biệt là khó khăn, nhà thì tạm bợ, cột thì siêu dẻo gãy, ở nhà thì
cái người lao động nhất hiện tại bây giờ là mang một căn bệnh bố hết sức là nặng nghèo, một đứa con thì bị bệnh tâm thần đánh mẹ là ngã lăn ra xuống, còn một người chồng thì đã bị tai biến rồi bị tai nạn, cuộc sống hết sức là khó khăn. Cho nên vì thế mà hôm nay còn đã về đây để hỗ trợ và chia sẻ giúp đỡ cho hộ gia đình này. Và hộ thứ năm là hộ của Lưu Vĩnh Bình sinh năm 1952, ấp Trà Là, xã Phú Tượng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Cũng giống như các hộ khác thì quý vị cũng nghèo khổ, cũng khó khăn, cũng bệnh tật. Mà quý vị trải qua suốt hơn 10 năm thì quý vị cũng đã biết những cái mảnh đời bất hạnh mà hôm nay chúng ta đã bắt gặp ra về đây cho thì hết sức là xứng đáng với lòng mà cái tâm huyết của chúng ta để giúp. Và hộ thứ sáu là hộ của Phan Văn Công sinh 1957, ấp Tư, xã Phong Thạnh Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Đó là sáu hộ mà đứng trước mặt, ngồi trước mặt của chúng ta đã hết sức khó khăn, có mệnh đời hết sức bất hạnh mà hôm nay được sự đồng thống nhất xác nhận của chính quyền địa phương, được sự đồng ý cho phép của ban đại diện cho Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau, đoàn từ thiện về đây để tổ chức trao quà, giúp đỡ và chia sẻ những mệnh đời bất hạnh đứng trước mặt chúng ta. Kính thưa quý vị, về người buổi lễ trao quà với những hoàn cảnh khó khăn, mệnh đời bất hạnh hôm nay, đại diện cho tôn giáo, tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt tham dự của cô Lê Thu Hương, phó trưởng ban đại diện cho Hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau để nghe nhiệt liệt hoan nghênh. Và tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt tham dự của ông Trương Minh Đạt, thư ký tránh văn phòng ban đại diện cho Hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau, nhiệt liệt chúng ta đại diện nhiệt liệt hoan nghênh. Và về trong đó có các vị là thành viên chức quyền của ban đại diện đầy đủ về đây dự buổi lễ trao quà hôm nay, đại diện nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị, đó là quý vị đại diện về tôn giáo. Hôm nay có quý vị khách mời, quý vị đại diện cho các tôn giáo bạn hay là các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân gần xa, các công ty xí nghiệp đồng về đây chia sẻ hỗ trợ để giúp đỡ, đại nghị diện liền quan tâm chung mà. Kính thưa quý vị, cố gắng
Nam mô A Di Đà Phật. Trót đã quy y giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử dứt trần ngã mong nhờ đuốc huệ soi đường tôi chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm sai đắm sai một phút cõi lành xa sớm tình trì tâm trong quỷ tà dõi gót theo thầy nương Phật cành na xem hồi hồi lòng qua lòng qua tiên Phật đau ta bà lừa lọc con lành giết quỷ ma nếu mãi mê mang mùi tục lùi linh hồn chìm đắm chốn nề hàm lòng thầy chúa xót ruột thầy đau nghe được lời khuyên tình giới nào kiếm huệ dứt xong rồi qua bao lo cửa Phật chẳng treo